Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Vi Con Châu. Và là mình đây, Thanh Tâm. Chắc hẳn là nhiều bạn trước khi mà ra quyết định thay Vi Con Châu cho chiếc điện thoại của mình thì sẽ đều có một câu hỏi chung, đó là Vi Con Châu thì có đặc điểm gì này, và liệu chúng có tốt bằng với pin iPhone chính hãng hay không? Và để trả lời cho câu hỏi này thì trong video ngày hôm nay, Thanh Tâm sẽ gửi tới các bạn một video so sánh sự khác biệt giữa dòng pin Con Châu và pin zin của Apple. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào mà chưa bấm nút đăng ký á thì hãy đăng ký ngay luôn nhá. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là event tặng pin Con Châu của chúng mình sẽ bắt đầu rồi. Và hy vọng rằng là các bạn đang xem video này sẽ may mắn nhận được một phần quà từ chúng mình nhá. Ok, bây giờ vào phần chính này. Theo các bạn, sự khác biệt đầu tiên giữa pin iPhone và pin Con Châu là gì ạ? Chắc chắn là có rất nhiều bạn đã đoán ra rồi đúng không nào? Vâng, vậy thì sự khác biệt đầu tiên chính là ở thương hiệu. Một loại được Apple đặt hàng đối tác Trung Quốc sản xuất, và một loại thì được hãng ở Việt Nam đặt hàng đối tác ở Trung Quốc. Nghe đến đây thì các bạn sẽ nghĩ rằng là có gì đó sai sai, nhưng mà một hãng lớn như Apple mà lại phải dùng pin của người Tàu để sản xuất hay sao? Thế nhưng sự thật đúng là như vậy đấy các bạn ạ. Nguyên nhân mà Trung Quốc được các hãng tên tuổi trên thế giới lựa chọn để sản xuất pin nằm ở việc Trung Quốc có quá nhiều khoáng sản quý mà ít nơi trên thế giới có được. Chúng ta cùng quay trở lại với câu chuyện khác biệt giữa pin zin Apple và pin Con Châu nhé. Bây giờ khi mà đem hai loại pin này ra so sánh với nhau thì liệu là có quá là hợp khiễng hay không? Và liệu chất lượng giữa hai loại pin này thì có chênh lệch nhau nhiều hay không? Câu trả lời của mình đó là 19-10 các bạn nhé. Cả pin zin của Apple và cả pin Con Châu thì đều được hãng đặt hàng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sự khác biệt của hai loại pin này đối với các loại pin trôi nổi khác trên thị trường chính là chứng chỉ an toàn của châu Âu. Chính vì thế mà chất lượng của hai loại pin này được đảm bảo dường như là tuyệt đối. Các bạn yên tâm là xác suất cháy nổ hay là tỷ lệ đổi trả của pin Con Châu lẫn là pin zin của Apple thì cực kỳ thấp nhé. Các bạn cũng hoàn toàn yên tâm 100% khi mà sử dụng. Khác biệt thứ hai nằm ở giá bán. Chắc chắn rằng là nhiều bạn đang xem video này thì đều biết một điều, đó là Apple là hãng có thể nói là hút máu người dùng hàng đầu trên thế giới. Mỗi linh kiện thiết bị mà Apple bán ra thì có giá đúng là đắt cắt cổ. Ngay cả việc mà họ bắt người dùng thay pin với mức giá lên đến là 1 triệu đồng. Quả thực khó lòng mà có thể chấp nhận được điều này. Không những vậy, ở Việt Nam hiện nay, các trung tâm bảo hành thì cũng không phải là chính hãng của Apple mà là được ủy quyền. Số lượng thì rất là hạn chế. Thời gian bảo hành, sửa chữa kéo dài. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tìm giải pháp khác nhỉ? Các sản phẩm của pin Con Châu nhá, chỉ có giá bằng 1/3 pin zin của Apple thôi, mà chất lượng thì tương đương luôn. Thời gian bảo hành thì lên đến 1 năm. Lỗi đâu là đổi đó. Chưa kể nhá, việc có vô số cửa hàng phân phối trên khắp Việt Nam này dễ dàng cho bạn có thể thay thế, sửa chữa cũng như là bảo hành đúng không nào? Vậy thì thực sự mà nói, pin zin Apple hay là pin Con Châu không có sự chênh lệch về chất lượng, nhưng mà lại có quá nhiều sự chênh lệch về giá bán cũng như chính sách bảo hành. Chính vì vậy mà video này mình đã phân tích cho các bạn thấy được rằng là việc bỏ một số tiền là cả triệu đồng để đi thay một viên pin zin là quá lãng phí. Với số tiền như vậy nhá, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn pin Con Châu để tiết kiệm được một nửa. Không những vậy mà chất lượng và chính sách bảo hành thời gian được hãng cam kết là 1 năm. Vậy thì có điều gì mà chúng ta còn phải lăn tăn nữa nào? Và nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy gửi về cho fanpage pin Con Châu để được chúng mình hỗ trợ nhé. Và đến đây thì có lẽ là thời lượng video này cũng đã đủ rồi. Thanh Tâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Quên mất, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye!